Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng nước hoa hoặc là lăn nách để che giấu mùi hôi của cơ thể thì đừng bỏ qua video này nhá. Biết đâu bạn sẽ không cần phải sử dụng chúng nữa. Làm thế nào để cơ thể hết hôi bây giờ? Ấn vào màn hình hay là chúng ta tiếp tục tìm hiểu nha. Đầu tiên các bạn cần biết là nguyên nhân gây ra mùi hôi là không phải do mồ hôi. Thực tế vi khuẩn mới là nguyên nhân chính. Cơ thể chúng ta có hàng triệu tuyến mồ hôi và được chia ra làm hai loại. Đó là eccrine và apocrine. Loại đầu tiên thì chỉ tiết ra nước và muối khoáng thông thường. Nếu thế thì không có gì đáng lo ngại ở đây cả. Loại thứ hai là apocrine, phát triển trong cái độ tuổi dậy thì. Chúng thường nằm dưới nách và một số các vị trí gây mùi khác. Mồ hôi của tuyến này tiết ra thì chứa nhiều protein và chất béo. Khi gặp vi khuẩn thì chúng sẽ biến những cái hợp chất không mùi này thành những cái chất có mùi rất là khó chịu, chứa lưu huỳnh và axit carboxylic. Mùi của hai chất này thì ối rồi ôi, mùi tỏi, mùi hành, phô mai vân vân, hòa quyện tạo nên một cái rất là khó dễ tả. Tiết ra càng nhiều mồ hôi thì mùi nó càng nồng nặc. Để điều trị triệt để thì khá là khó. Chúng ta có thể sử dụng những cách hạn chế mồ hôi. Ví dụ như là thường xuyên vệ sinh cơ thể bằng xà phòng và nước, sử dụng sản phẩm xịt khử mùi, hoặc là hạn chế những cái thực phẩm cay nóng có mùi nồng như là hành, tỏi vân vân. Tuy thế, đây chỉ là giải pháp tạm thời từ bên ngoài. Một giải pháp mới giúp ngăn mùi hôi từ bên trong, đó là sử dụng những cái viên uống đẩy lùi mùi của cơ thể, ví dụ như là viên uống hương hoa hồng DHC ở Nhật Bản ở đây, với thành phần từ tinh dầu hoa hồng được chiết xuất từ hoa Damas của Bulgari, được coi là nữ hoàng của các loại hoa hồng vì mùi hương ngọt ngào và nồng nàn của chúng. Trong đó có 3 thành phần khi vào đi trong cơ thể thì sẽ vào tuyến mồ hôi và tiết ra bên ngoài làn da, đó là citronellon, geranium và linalool. Viên uống có khả năng đào thải axit béo gây mùi hôi ra khỏi cơ thể, từ đó giải quyết vấn đề tự ti vì mùi hôi, đặc biệt là các ông hay uống nhiều bia rượu hoặc là sau khi ăn các đồ ăn như là hành, tỏi, mắm tôm hay là cả hút thuốc, viêm cánh vân vân. Ngoài ra, thành phần vitamin E và dầu ô liu có trong sản phẩm này còn giúp mang đến khả năng dưỡng ẩm tốt cho cơ thể, phù hợp cho cả nam và nữ trong độ tuổi trưởng thành. Cách dùng thì rất đơn giản, các bạn uống 2 viên một ngày vào bất cứ thời điểm nào, nhưng nên uống sau ăn để đảm bảo hiệu quả cao nhất nha.